Đức nhiều năm tù dành cho người Việt Nam buôn lậu thuốc lá. Mới đây, tòa án Neuruppin đã tuyên phạt Ngọc Chi, một phụ nữ Việt Nam 41 tuổi, 3 năm và 11 tháng tù vì tội buôn lậu thuốc lá. Theo bản cáo trạng, từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 4 năm 2018 tại Hennesdorf, bị cáo đã buôn thuốc lá nhập lậu, trốn thuế từ Ba Lan với quy mô lớn, tạo ra một nguồn thu không nhỏ. Mặc dù đã hai lần bị cảnh báo, nhưng bị cáo vẫn tiếp tục buôn lậu. Một lần là vào tháng 6 năm 2017, khi một trong những người cung cấp hàng cho bị cáo bị phát hiện. Lần khác là tháng Giêng năm nay, khi hai người vận chuyển hàng cho bị cáo bị bắt quả tang chuyên chở hàng lậu ở Henningsdorf. Khi đó, nhân viên thuế vụ để ý tới hai người đi xe đạp ở Henningsdorf chở theo những túi hình chữ nhật và thùng cắt tông. Khi kiểm tra, họ tìm thấy 440 tút thuốc lá lậu giấu trong đó. Nhưng chỉ mấy ngày sau, bị cáo Ngọc lại tiếp tục đặt hàng cho tới khi bị bắt trong tháng 4 năm nay và bị tạm giam để điều tra. Toàn bộ số tiền là 815.572 euro là tiền có được từ buôn lậu thuốc lá đã bị tịch thu. Từ đó tới nay, đứa con trai 14 tuổi của bị cáo được đưa vào sống trong trại trẻ. Chánh án phiên tòa cho biết, về nguyên tắc, bị cáo có thể bị bắt trước đó nhiều vì đã bị theo dõi từ lâu. Khai trước tòa, bị cáo Ngọc Chi cho biết không phải toàn bộ số hàng đó là của chị, mà thị có đặt hàng hộ cho một số người đồng hương. Nữ thẩm phán cho biết mặc dù chỉ coi một nửa số hàng lậu là của bị cáo, nhưng toàn bộ bức tranh cho thấy đây là việc buôn lậu được tổ chức một cách chuyên nghiệp, có nhiều người cung cấp hàng lậu và nhiều người trợ giúp. Ngọc Chi cho biết sang Đức năm 2009 để tìm kiếm hạnh phúc. Tại Việt Nam, người phụ nữ quá chồng này đi bán bún để nuôi sống gia đình, mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn cho con gái mình, nên Ngọc đã bán nhà tìm cách sang Đức. Ngọc xin tị nạn, nhưng đơn bị bác nên không được làm việc. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn của người mẹ ở Việt Nam đã là lý do để Ngọc phải tìm cách kiếm tiền bằng hành động tội phạm này. Với phán quyết 3 năm 11 tháng tù giam này, tòa án đã giữ đúng thỏa thuận giữa hai bên là bị cáo sẽ thành thực khai báo và để đổi lại, bị cáo sẽ chỉ phải chịu hình phạt tối thiểu so với tội danh. Các bạn vừa nghe bài của Thu Phương Thời báo.de qua phần trình bày của Ý Nhi ngày 4 tháng 12 năm 2018.